một kèo đấu BO5. Đó, quả đầu rất đẹp. 7 cây. Không, 6. Đã thấy hiêu đầu rồi, rất sớm lên đất là xanh mượt. Nhà sát mép tường. Đây là dừng lại vì mình đang lưu hết trận thì mình nhấn dừng. Nó sẽ có cái clip ở trong này mai đi có tình. Đây, 7 hiệu đầu là 4 con. Nó đã về tới nhà chính của chim sẻ rồi. Dân dân đi dò gặp sư tử. Như vậy là gặp đôi sư tử. Chim sẻ hơi mải. Không thể cứu được con này. Con này còn thuộc hạng hết thuốc chữa. Dừng thì đã có như đây và chết dân. Đó, nhưng lại bằng dân BB. À không, bằng là thời điểm trước. Bây giờ sẽ là chậm dân hơn. Một dân. Đã có những cánh rừng xung quanh nhà rồi. Và có những thêm những bầy hiêu. BS đầu sẽ thiết kế luôn. Rồi vị trí đó là đẹp nhất dành cho một chiếc BS đầu rồi. Không còn chỗ nào đẹp hơn được cả. Nông dân tiếp tục được cắt ra để có thể đi dò thêm đồ ăn. Nhưng mà lượng đồ ăn bây giờ vẫn là chưa đủ. Vâng, một bầy hiêu 7 con rất to. Đấy, những thao tác cắm cờ mà không cần dùng đến phí mũi tên. À, cái tốc độ lia máy quay của chim sẻ là rất là cao. Đá thêm bầy hiệu 7 lại về với cánh rừng. Đúng là thần đồng. Oh, quả phụ, như vậy là tuyệt vời rồi. Rất may mắn. Rồi như vậy lại thành một bài mắc binh. Ngoài việc chết một lông dân. Ngoài việc chết một dân ra thì mọi thứ đều là được. Vâng, rất nhiều tay. Vâng, làm quá nhiều việc cùng một lúc. Kinh hồn. Vâng, như vậy là 26-1. Vâng, trẻ vẫn chưa thể kích đời luôn. Sẽ kích ở vòng cuối 1x8-15. BS3 luôn. Bảy dân của BB đánh rất châu dân. Vâng, đã chưa đóng BB. Vâng, thời điểm này là phải bắt đầu đóng rồi. Vâng, khoảng 60% khi mà đang lên đời là phải bắt đầu đóng BB. Như thế thì cái việc mà vừa lên đời xong có thể đóng luôn nhà quân của đời 2 để lên đời 3 vừa kịp. Đó là kinh nghiệm tôi để ý khi ép đời. Lượng gỗ đang dồn lên gần đủ rồi. Vâng, sẽ kích ở 10-40. Vâng,
14-10 với 26 dân, không như vậy là 14-4. Vài giây là cũng chẳng quan trọng gì ở cái thể loại solo AC này cả. Vâng, như vậy là lên sớm hơn BB khoảng 10 đến 15 giây trong game. Không quá những sớm hơn. Nên sớm hơn thì đó chắc chắn là sẽ có cái lợi thế công, không phải đứng thủ. Ép rất nhiều gỗ, lượng thực cũng là rất là khỏe. Bắt đầu xóa ruộng, ba ruộng rồi. Vâng, lên đời xong, lưng bánh xe và xong dân. Thao tác rất là nhanh. Vâng, 5A. Đây là game đấu chung kết. Vậy là lượng gỗ đã đủ để có thể sóc 5A đều luôn. Vâng, cơ cấu kinh khủng. Đánh cung giờ nó quen, nhìn các tuyển thủ chúng ta cơ cấu đồ để có thể ép quân rất là tốt. 29 dân. Dân nhà chính vẫn được ra. Vâng, nhưng không thể sóc đều được dân nhà chính. Và tuần thứ hai thì không đều. Vâng, tuần thứ hai chỉ là 4 nhà thôi. Vâng, cuối cùng thì nó cũng cố gắng để có thể đẻ thêm ra con thứ năm, nó sẽ ra hơi một chút. Không vấn đề gì cả. Vâng, bắt đầu đẩy tên đầu tiên đi và chưa thấy nhà quý vị. Và đây rồi, phi thẳng với gỗ, ăn ba lông dân này. Vâng, bị rất tỉnh. Đến phát chạy luôn, ăn được một dân. Như vậy là lời rồi. Tiếp tục quay lại và bắn tiếp. Vâng, lại chạy tiếp. Không tên này đấu nhưng BB đang hai tên. Vâng, đây là một quyết định sai lầm đến từ chim rồi. Lại bắt quân mất luôn tên cung ở đầu. Vâng, một pha mà quyết định sai lầm tham ăn dân. Vâng, nếu như cái hướng từ meter xuống này không có đường vào thì trận đấu này thì là một bài mà map không có cửa thắng. Thua một tên cung đờ. Với cái nhà đẹp như kia, nhiều thằng BB sẽ chỉ đánh ở nhà thôi, không cần phải đi quân. Chắc chỉ cần đi một con để có thể dò, hoặc một tên thôi để có thể dò nhà chim sẻ. Và sau đó sẽ đưa ra cái kế sách để thi đấu. Kìa, gặp quân. Đang là người điều quân hay, cả hai của game thủ chúng ta đều đang điều quân là rất hay. Lượng quân của Huy đang rất đông ở khu nhà. Vâng, quân rất hay mắc, còn quân cứ đang đi lại mắc. Vâng, đã ít quân hơn nhưng chỉ phải đang muốn điều quân để có thể cố gắng đấu. Chỉ còn là 4 mic không. Vâng, lên chỉ có 2. Hôm nay đang bị đè một chút.
Rồi đứng đây và tỉa vào vai gỗ này, rỉa vài dân sau đó én luôn. Rồi Bi chắc là đang có ý là vòng ra quân đằng sau để bắt. Rồi mang thêm một tên quay lại để có thể ăn dân làm gỗ của Bi. Quân ở nhà vẫn đang sóc rất đều, 59-64 chuẩn bị mid air. Tiếp tục là bài gỗ bị đẩy vào. Tăng Nga. Như vậy là sẽ bắt tân cung lờ này. Đúng rồi. Vâng, dụ BB ra khỏi nhà sau đó lên thẳng A. Vâng, sẽ ấp tất tay vào tân này luôn. Vâng, ốp vào và sau đó tách cung ra vào ăn dân. Vâng, tên này lại tươi. Vâng, lừa cho BB ra khỏi nhà, sau đó ốp một tên thật đau vào nhà. Không thấy, vẫn chưa thấy BB mang quân về. Vâng, không thấy BB mang quân về. À đây rồi, về rồi. Thôi én. Thế rồi, lãi rồi. 73-80. Sau tên vừa rồi thì tham nhiều khả năng sẽ cân trở lại. Vâng, 5 sau dân chơi nhật chính. Vâng, tham ai đè lên dành cho chim sẻ. Sau tình huống đổi nhà, à tình huống ốp vào nhà vừa rồi. Vâng, vẫn bài cũ vận dụng hay sao? Có bài cũ vận dụng hay không? Vâng, ngựa quen đường cũ. Đi quân phải hết sức chú ý. Và chỉ cần một tên nỗi thôi. Đấy, BB đã bắt đầu á ngữ trên con dốc này. Nhưng số lượng quân là không nhiều. Thôi, té. Thế thôi. Cứ đứng đây và tỉa vào rừng sẽ rất là khó chịu dành cho Bi. Rồi lại té. Rồi lấy đi. Trẻ đang muốn đứng thế một tơn, đang tăng được 78A rồi. Hôm nay lên 1 lít. Còn lại đang cân. Lượng dân là ngang nhau. Vâng, hơi lên của chim sẻ được kia là một tơn lượng ở nhà. Và đang chết vẫn vài dân làm gỡ thôi. Đổi lại cung thì cũng hòa. Bắt được hết tơn cung kia thì cũng hòa. Cần chú ý để bắt tên quân này. Không làm gì qua được mà đóng thêm e. À qua được, vẫn qua được. Và bắt sạch tên cung đi móc máy này của Bi. Hôm nay đang là 103-108. Thời điểm này là thời điểm mà vâng, có những tên quyết định. Mười bảy dân rồi, lượng dân của BB đang đông hơn chia sẻ rất nhiều, nhưng lượng quân thì nhiều hơn là chia sẻ đang đông hơn. Khi mà tham nay là bằng nhau. Vâng, có đẩy ba kích lên làm một tơn to hay không? Vâng, BB đang muốn công lên khu vực nhà và chia sẻ đang rút một kích về. Trên 124 đang mít e.
Vâng, tên này sẽ đẩy lên. Đi quân quyết đoán. Vâng, ra đứng dốc luôn. Không, như vậy là đổi nhà rồi. Quyết định đổi nhà đến từ BB. Vâng, hơi đen dành cho chim sẻ. Chim sẻ đã không nghĩ rằng BB sẽ đổi nhà tên này. Sẽ mất luôn dốc nhà. Liệu có thủ được tên này không? Tên này sẽ thủ được. Vâng, tên này sẽ thủ được. Thế đứng quân của chim sẻ đang là rất đẹp. Vâng, đông khi mà quân ở nhà lở ra sẽ là thế gọng kìm. Vâng, tên này quân lở ra nó sẽ là thế gọng kìm. Vâng, đang cố gắng nhiều. Vâng, thai tụt xuống con 9x. Vâng, liệu có đỡ được tên này không? Công quân của BB đang đông hơn nhiều quá. Vâng, lở thêm một tên nữa. Như vậy tên này sẽ đỡ được. Trong khi đó thì dân ở nhà của BB đang mất hết rồi. BB đang chết toàn bộ dân rồi. Vâng, một trận thi đấu đúng là tính chất chung kết. Thằng này vẫn là 8x của chim sẻ. Thời điểm này tham đè mạnh rồi. Vâng, vẫn chưa biết thế nào. Khi mà lượng quân ở nhà của chim sẻ đang hơi ít để có thể thủ. Và BB vẫn đang có quân để thủ nhà. Vâng, chờ đợi thêm một ít phút nữa, lượng quân nó lở ra. Vâng, BB vừa đi lỗi quân nhưng BB đứng lại chơi luôn. Vâng, đã cung được ở trên nhà. Vâng, 56/152. Và nông dân ở nhà của BB chạy sạch rồi. Không biết là có chạy đi đâu ăn hoang không. Và BB đang muốn bắt tên quân này. Và vẻ e. Vâng, tham này lại cân rồi. Đâu hai ông đấu quân với nhau chán chê tham vẫn về cân. Thôi lại ai về nhà lấy đánh, tí nữa đánh nhau tiếp. Ở thời điểm này lại ai về nhà lấy, tí nữa đánh nhau tiếp. Tạm ngưng chiến một thời gian. Bây giờ lại quay về cái thời kỳ mà bắt quân này. Và chế độ auto hồi. Vâng, để mà nói thì thực ra trận thiếu này mà chim sẻ là người thủ nhà hơi lỗi một chút. Thời điểm đầu ham đấu quân quá. Lùi lại một chút, đợi thêm nở thêm 1 đến 2 tơn nữa thì đẹp. Vâng, cả hai đều muốn đẩy quân đi. 70/164. Tiếp tục vào ruộng chính bắn dân của BB, trong khi đó ruộng chính ở nhà chim sẻ vẫn đang giữ được dân chứ không mất dân. Chim sẻ BB đang tiếp tục mất ruộng chính. Đây, pha này liệu BB có bị bắt quân hay không? BB đang lỗi quân. 65/160. Vâng, lượng cung đi móc của chim sẻ cũng đã bị bắn mất. Vẫn lại cân. Tham rất cân. Vâng, một trận đấu giờ tính chất của nó thì đang là rất là căng thẳng rồi. Vâng, lại ngựa quen đường cũ. Oh,
Rồi lại một pha nữa, tiếp tục là móc máy vào nhà. Những chiếc trẻ đang đẩy rất nhiều quân lên. Và lượng quân ở nhà thì lượng quân ở nhà thoải mái để có thể thủ. Tham lai của chiếc trẻ đang là 1 lít rồi. Vâng, ốp được. Tham lai đang là 1 lít dành cho chim. Vâng, lượng quân này ở nhà thì hoàn toàn có thể đỡ ngon khi mà đang có lợi thế đứng dốc. Vâng, như vậy là lại không lại bị OVA rồi. Trong khi đó thì quân ở bên phía nhà của BBB lại vẫn đang thủ được nhà. Vâng, phải đợi thêm một tên nữa ra. Phải đợi thêm một tên nữa ra. Vâng, thời điểm này Tham đè khoảng 5545 rồi. 5545 thật. Vâng, một pha dụ. Vâng, BB rất tỉnh, BB chạy ngay. Vâng, Tham Lai đang đè rất mạnh dành cho chim sẻ. Thời điểm này BB chỉ 4 nick thôi. Bắt tên con này. Như vậy là vẫn chạy thoát được đó BB. Vâng, 7 nhà thì vẫn đang sóc đều 2 nhà. Không khí ở đây thì vẫn đang rất vui. Và tiếp tục cái đường cũ. Và BB muốn công vào nhà của chim. Và ngược lại. Và trận đấu nó đang là rất là căng. Dường như sẽ vẫn là đang cân. Quân ở nhà BB cũng không nhiều. Cái lượng quân ở của BB ở nhà vẫn không nhiều. Cũng không nhiều. Dường như BB đang kéo quân về để bắt. Đúng rồi. Vâng, chim sẻ rất tỉnh. Và chim sẻ đang là người dàn đẹp hơn. Vâng, đang lôi thêm quân lên. Nhưng thời điểm mà BB mang quân lên là hơi muộn. Vâng, lại chạy được rồi. Căng lắm. Trên này thằng Hà bản lĩnh hơn thằng ấy thắng hơn. Đây rồi. Đây sẽ là cái địa điểm đẹp để ăn. Vâng, lại là một pha móc vào ruộng. Nhưng BB vẫn đang đứng quân ở thủ. Kìa kìa, kìa BB công nhà kìa. À, vẫn đang đè. Bên này đè tí. Là 1-49 chưa. Một sẽ là một pha bắt quân đến từ chim sẻ. Vâng, chết hai con cua Tham lại cân. Bây giờ nó ăn nhau từng thang một rồi. Bây giờ thì là thời điểm mà chim sẻ đã bắt đầu sóc đều lại quân trở lại rồi. Khi mà lực đồ ăn của chim sẻ đang là đề hồi trở lại.
Ở chỗ này là rất đông quân. Chỗ này đang khá đông quân. Liệu BB sẽ chạy được tên này hay không? Vâng, bắt được tên này thì win chặt. Không cửa thua ở trận này. Nếu bắt được tên này đã lại bánh mì kẹp kem. Nhưng lượng quân của BB đang chết đi là rất nhiều. Vâng, lượng quân của BB đã chết rất nhiều rồi. Vâng, BB đã chạy rồi. Vâng, trận này bây giờ phải dừng lại để tôi và bình luận viên gì gì của bên Skaret vào xúc tiếp. Không có cửa thua rồi. Vâng, Tham Lai đã quay trở lại là 1 lít dành cho chim sẻ. Bi đã bắt đầu đi cùng lỗi rồi. Xoay xoay đòn rồi. Vâng, BB không chạy dân sao? Và BB đã đi sai. Lại một lần nữa chia sẻ là lộn ngược dòng trước BB khi đã dẫn trước, bị dẫn trước 2-0, bật ngược lại tỷ số là 3-2. Vâng, một trận thi đấu quá nhiều cảm xúc. Và các bạn nhìn cái timeline thì cũng có thể biết rồi, cứ lúc đè lúc cân, lúc đè lúc cân. Vâng, mãn nhãn với trận đấu này và chúng ta sẽ cùng chờ đến với những cặp đấu tiếp theo.